Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Ỷ Thiên TV trong phần chơi Liên Minh Huyền Thoại. Và các bạn hãy tiếp tục ủng hộ Ỷ Thiên TV bằng cách thích, theo dõi và chia sẻ những video này nhé. Mày AD phải không? Ai ăn bùa đỏ trước đi. Nếu sợ bị cướp thì ăn bùa đỏ trước. Đó là điều ai cũng biết. Sắc sẹo. Gì vậy? Làm gì rên sao đạt 67 vậy trời? Sức mạnh hiếu thuật. Có đâu. Tóc đánh. Gì là tóc đánh chi? À, người đá rồi. Vòng 4, 6, 7, 101. Một được 2. Rek'Sai. Ủa đi rất sai hả? Ừ. TF địa ngục nữa. Chưa kịp làm lần động thổ hết tung tình dở quá. Chưa level 3. Chưa có đường hầm. Vậy mà hụt ta. Bỏ tay. Ven không chịu ra. Không lấy được tóc biến của Yasuo. Tạo một máu ghê thì chứ gì nữa. Nó bảo không ghê thì ai ghê. Đường dưới đẩy cao. Lee Sin nó mới ăn bộ đỏ xong á. Con cua đâu rồi? Lượng lâu quá. Cua. Dụ.
hơi lộ. Rom làm thiệt chứ, Rom nó không lên đánh là được rồi. Sao mà biết được? Tại vì nó lủi lên luôn à, sao nó không nhảy vô mày mới quan trọng á. Bởi vậy nó hát. Nhảy vô mày là có thể còn găn được. Chứ nó lên cái ép về rồi. Găn phát nữa rồi đi về. Ê! À, chết tì ép. Chết rồi luôn. Không chết à? À, đúng thật. Đi xin nó còn hộ thể lại rồi. Đi xin ăn hai mạng ngon ơ. Mạng của TF, mạng của tao. Chắc đang cướp rừng. Không cướp luôn. Ảo tưởng kinh hồn. Vô sớm hơn 10 giây. Găng nè. Có mắt người ta. Vô 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 vô. Đi ép xuống nữa kìa. What? Ra ép mày. Nó thiêu đốt. Để nó giết lại nữa. Xuống lần nữa nè. Suraka di chuyển vô cắp mắt rồi thôi, lộ rồi. Về. Yeah. Nãy giờ găng được quá nhưng mà không có mạng nào. Bên kia toàn chạy không à.
Có tài thiệt cái chứ. Oh. Revenge chơi không lại. Ấy. Quá hay. Đi ép bài cái gì vậy? Nhìn đây nè, cái con người ven thiệt tình. Giờ thế. Revenge nó không có nhìn. Về luôn. Nó cắm mắt ở đây. Ấy. Câm lặng. Cẩn thận. Tao đỡ. Dạ. Rồi. Có gì mai về phía tao liền nha. Ừ. Có hồi máu. Đi xin nó lên phá mắt kìa. Thôi chơi luôn đi. Rom. Không, coi chừng. Khó. Hạ đi xin liền. Coi ở nào đời nó không? Đây, quay lại liền. Rồi có thằng bài thôi. Rồi. Xin phải đặt múa. Nói vậy. Cái nha rồi vô tiếp. Xin múa hả? Múa kinh khủng luôn á. Múa tóc biến đu rồi bay vô từ lưa. Kinh thiệt. Cái trụ chứ dập tao chơi. Mưa đạn cái đứng hình luôn. Tao nhào ra tao chơi thằng đề của nó luôn.
Thì em đánh cũng được. Hai ăn cái hai chết liền. Đi xin xuống nha, đi xin xuống á, coi chừng á. Rồi Lee Sin nó quay về ăn bùa xanh hay sao rồi. Lee Sin kìa, Lee Sin kìa. Thôi tao xuống, tao xuống nè, tao xuống nè. Lee Sin sao băng rừng xuống đây nè. Tao đang đứng đây luôn nè, dám xuống. Có mắt á, có mắt á. Có mắt rồi. Rồi bắn không trúng. Thôi về nha. Your team has destroyed a turret. Shut down. À, không được, có hồi máu nữa. Enemy double kill. Gì vậy? Killing spree. Đánh dữ gì vậy, dữ gì vậy, tự nhiên gấp một kill à. Ê, đừng có ra chỗ fit. Không, tuyệt rồi. Có mình mày không á? Rồi. Mạnh vậy. Ăn con cua, ăn con cua. Cua đâu? Có vô không? Không được, có mắt tím kìa. Ôi, fit kìa. Fit, 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 trong rừng, trong rừng. Cũng phải cho cái mạng hỗ trợ chứ. Chạy con. Tôn là khỏi chạy. Vô tao quạt được phát quy thôi à. Đông rồi nha, có Lucian nữa kìa. Ủa tì của nó có thể chiếm mạng thôi. Ghê thế. Kỳ Ben làm gì ghê vậy? Liên khúc hất tung. Thằng Rom hất, Revenge hất, tao hất, Lee Sin chết trên không luôn. Múa. Liên khúc hất tung. Ê, chuông cửa kìa.
gì thế, ai thế? Giờ này còn có người tới nữa. Cái gì? Chạy mất. Ai revenge nữa hả? Tỉnh bơ qua đông thế. Ấy cái gì vậy? Tấm lộn, lộn hướng. Có tường gió. Thôi kệ không sao. À, tính lỗi qua bên kia. Ai về bấm lộn hướng. Tới nhà luôn rồi kìa. Đi làm không biết đâu nó lại. Nói gì chút xíu gì. Giờ này thằng nào còn qua nhà mày nữa. Rồi rộng luôn. Này rộng mới ấy ấy. Không ai ăn rồng hết, về hết vậy. Rồi chết rồi. Chính. What? Xuống luôn. Em yêu nào vậy? Alo? Gì ghê vậy? Một mình nó cân hết luôn hả? Tiếp. Cố gắng nó dậy rồi, thằng kia làm gì thế? Ê, 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 có người đây nè, có người đây nè, có người đây nè. Ô tô tì. Ấy. Ai ai bên bên trái. Bắn mắt tím. Dài. Má cái thằng phường. Ôi xuống. Gì hoài vậy? Tập trung xuống đó đông vậy? Người ta còn chưa được lên đồ nữa.
chà, rồi thôi xong. Anh dãy ghê thì chắc là sẽ phải có giáp thêm. TF không theo. Vô tận nhà. Không coi trụ ra gì luôn. Thank you.
Ra luôn. Đó là con Rom quăng chiêu sai hướng rồi. Alo, còn đánh không? Còn. Vô còn kịp á. Trên phòng. Má hàng buổi sáng đợi tới tối. À đây nó level mấy rồi? 14. Quốc luôn. Ôi không được, chạy về chủ mà. Tao chờ mày tới. Tiếp thì phay nó ra kìa. câu đi nó có anti á. Vụ gì vậy? Lấy được hai đường. Giáp công lực giáp thì bắn. Con này ảo tưởng quá ta. Nó mạnh mà. Nhưng mà nó chuyên môn băng trụ luôn. Tên bên kia đang chuẩn bị ăn Baron hả? Ê, nó lên mày á, coi chừng á. Mất tiêu hết rồi đó. Lên top á. Đó, lên top kìa. Con thằng đang đi đây nè. Nó qua tới rồi kìa. Tao chạy nhanh lắm rồi đó. Ừ, đang tới nữa đó. Sau lưng, về đi, về đi. Có tao với mày không à? Trời, đông vui quá, đông vui quá. Rồi, mất ulti. Bật kiếm bật này nọ lên hết rồi. Bắt Lee Sin hả? Đừng đợi hình đang xé lẻ, bên này không có đam. Xuống.
Anh đang xé lẻ á. Ôi. Dạ 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 dạ. Bắt thằng này cũng được nữa. Má nó lì dữ vậy. Nó có cái gì đó. Đâu tao bắn đâu bắn phép đâu. Nó lì kinh. Giáp lửa đó. Tại đam tao yếu. Tại đam tao còn yếu. Xuống con dưới luôn về chi vậy? Còn con nữa kìa. Lee Sin, Lee Sin. Rồi, bỏ 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 bỏ. Mày quá. Nó lên nó hốt mày kia luôn rồi. Chết luôn. Ôi, ven giáp nhiều dữ vậy. Thì ven lên đam nhiều là giáp nhiều thôi. Ê, mày chạy đâu à? Ủa? Nó coi. Thằng kia chạy đâu à? Đẩy lên luôn đi. À nó có cuốn băng. Giáp quá trời. Hai thằng đó nó làm gỏi hết bên kia rồi. Ây mẹ rồi. Đẩy đi. Ủa, về hả? Về vét rừng. Tao về nó làm giỏi. Chết. Chưa chết nữa. Dai thật. Dai. Đứng chổng rồi con. Có tài. Đập chậm. Thẳng đây xuống.